Chào các bạn. Nay mình sẽ tui hộp hai cái iPhone X màu trắng màu đen để các bạn có thể dễ hình dung được là cái màu như thế nào. Đây là các bạn nhập về Singapore với trường Hồng Kông thì nó sử dụng cái hộp sạc ba chân. Cái hộp nó sẽ cao và dày hơn là cái hàng Mỹ. Đây là cái iPhone X trắng. Phụ kiện của nó cũng không khác gì những cái iPhone 7, 7 Plus hay là 8 Plus. Thì cũng có sạc cáp tai nghe cộng Lightning và cái jack chuyển. Đây là một cái máy màu trắng. Mình sẽ mở luôn cái máy màu đen này, các bạn có thể nhìn cái máy trắng thì cái khung vừa bằng kim loại này á, bằng thép không rỉ nè, nó sẽ màu silver, màu bạc, màu nhôm, nó giống như cái đồng hồ mình đang đeo đây. Còn máy màu đen thì cái đó cái gì nó sẽ màu đen. Sẽ mở luôn cái đen các bạn dễ nhìn. Đây. Bộ đôi nó là một trắng màu đen. Ok. Bạn có thể để nhìn thấy nam nữ gì thì nói chung là phong phú hoặc là mình thích màu gì thì có thể xài màu đó là sẽ... kích hoạt luôn. Xin tập cho các bạn xem. Những cái hàng của Singapore và Hồng Kông thì nó đều có sẵn cái cây lấy sim ở trong này. Ta có thể dùng nó, chúng ta lấy sim cũng được. Hàng Mỹ thì tùy bạn nha, hàng Mỹ thì có bạn nó sẽ có cái cây cặp sim, có bạn không. Mình sẽ ti luôn cái máy này. Cái email nó nằm ở cái khay sim. Đây là một cái ron đen là chống nước nè. Và đây là cái số email của cái máy. Các bạn có thể nhìn thấy kỹ vào đây. Rồi, ok. Mình sẽ kích hoạt cái máy này luôn. Cái iPhone 10 gọi là iPhone X thì nó là bản kỷ niệm 10 năm. Màn hình tràn viền 5.8 inch. Khung bằng thép không rỉ. Màn hình này là siêu đẹp. Chip A11 Bionic. Đây, setup theo kiểu thông thường. Đây là những cái wifi. Chọn một cái wifi. Kết nối. Đây là cái setup cái Face ID. Mình set luôn cái này ha. Để mình hướng dẫn cho các bạn nhìn luôn. Lần thứ hai. Ok. Passcode các bạn có thể tùy nhập tùy ý rồi vào đổi sau cũng được, không sao hết. Như vậy thôi, cái này bỏ qua.
OK, thì đây là cái giao diện chính là trong cái trong cái iPhone 10. Các bạn kéo ở đây nó sẽ hiện thị thời gian nè. Đây là cột Wi-Fi, sóng điện thoại Wi-Fi và dung lượng pin. Muốn xem đầy đủ chi tiết chúng ta kéo từ tay thọ bên phải xuống. Đây nó sẽ ra tên nhà mạng và phần trăm pin, Bluetooth này nọ, AirDrop này nó nằm trong này. Chỉnh độ sáng của cái màn hình lên. Notification thông báo vuốt từ trên xuống. OK, đây là cái tab ID mở đó, cái ổ khóa nó mở rồi xong, rất là nhạy, cực kỳ nhạy. OK, nhìn lại một chút nữa đi ha, màu đen và màu trắng, bạn thích màu nào? Rất là đẹp. Rồi, OK, cảm ơn các bạn.